Quế Ngọc Hải thì thầm điều gì khiến Chanathip đá hỏng 11m. Đội trưởng đội tuyển Thái Lan Chanathip Songkarasin đá hỏng quả 11m sau khi bị thủ quân đội tuyển Việt Nam. Quế Ngọc Hải thì thầm nhắn nhủ điều gì đó. Phút 83, khi tỷ số đang là 2-0 nghiêng về Thái Lan, Duy Mạnh có pha phạm lỗi trong vòng cấm khiến đội tuyển Việt Nam phải chịu một quả phạt đền. Tuy nhiên ở cự ly 11m, đội trưởng Chanathip lại xuất hiện vào chính giữa và không thắng được Nguyên Mạnh. Lỡ cơ hội lập hat-trick cũng như nâng tỷ số lên 3-0 cho người Thái. Trước khi thực hiện tình huống, Chana Thiếp được Quế Ngọc Hải lại gần và thì thầm điều gì đó vào tai, khiến anh dường như mất đi sự tập trung. Đoàn tâm lý của trung vệ đội tuyển Việt Nam đã phát huy hiệu quả với việc Chana Thiếp thực hiện hỏng. Sau trận, khi được hỏi về điều này, Chana Thiếp chia sẻ, Quế Ngọc Hải đã đến bên cạnh và nói tôi không thể xuất thành công quả phạt đền. Cậu ta nói không có bàn thắng đâu bạn của tôi và tôi đã thực hiện hỏng. Thành thật xin lỗi các đồng đội vì tôi đã không thể làm tốt tình huống đó. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng đến chiến thắng của Thái Lan. Tôi tin rằng chúng tôi vẫn chơi tốt ở lượt về và giành vé vào chung kết. Về phần mình, dù vẫn thua nhưng ít nhất việc tránh được bàn thua thứ ba giúp đội tuyển Việt Nam còn nhiều cơ hội hơn trong việc lội ngược dòng. Trận lượt về giữa hai đội diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12 tới.